chỉ vài chục nghìn các bác đã mua được những cái dụng cụ làm vườn độc đáo này rồi. Hôm nay thì em sẽ đăng tải về dao cắt chuối. Một dòng dao mà các bác chỉ cắt mấy chục giây thôi đã xong một bồn chuối luôn rồi nha. Đây, số lượng thì rất chi là nhiều. Và dao này thì em sẽ đặt là hàng chất lượng loại 1 để đưa tới các bác anh nhà mình luôn. Với chất liệu của nó thì sẽ là thép trắng. Em sẽ bỏ một con này cho các bác xem này. Nó siêu sắc luôn đấy các bác anh nhá. Được bảo vệ cực kỳ là chắc. Rồi, ok. Đây, các bác nhìn với chất liệu của nó thì sẽ là thép trắng. Với chất liệu thì sẽ là thép trắng cao cấp như thế này. Và sẽ có đinh chốt như này để cho các bác anh nhà mình giật thoải mái cho em luôn nhá. Còn với con dao cắt chuối này thì rất nhiều bác quan tâm và đang muốn biết giá là bao nhiêu thì em báo giá luôn này. Hôm nay chỉ có 50.000 đồng trên một con thôi các bác anh ạ. Đấy, các bác anh nhà mình sẽ cắt những buồng chuối mà nhanh như chớp luôn. Cắt thanh long, làm rau. Đấy, và với con dao này các bác anh nhà mình cứ cắt lách nhẹ một cái thôi nhá, là sẽ đứt toàn bộ. Có bác thì sử dụng để làm thịt lươn đấy các bác ạ, cũng rất cần với con dao này luôn. 50.000 đồng một con thôi các bác nhé. Đấy, và em sẽ nhận gửi và ship trên toàn đất nước Việt Nam luôn. Còn đối với các bác anh nhà mình cần dao rửa dừa, em có dao rửa dừa này, cần các loại móc này, đây có một con dao này giá cũng rẻ này các bác anh này. Đây ạ, các bác anh nhá. Đấy, nó cũng chỉ có 50.000 đồng trên một con thôi. Nếu các bác muốn giật tàu dừa, tàu chuối thì các bác sử dụng sang con này cho em. 50.000 đồng một con thôi các bác anh nhá. Còn những đây là cái móc gọi là cái móc nhãn. Cái móc nhãn nhưng mà sử dụng để móc tàu chuối các loại này. Cái này thì em đang làm bằng thép nhíp với giá là 60.000 đồng trên một con. Đây các bác anh nhá. Đây là cái móc nhãn. Đấy, đây là cái móc nhãn nha các bác anh nhá. Giá chỉ có 60.000 đồng trên một cái thôi. Còn đây là cái móc ngạnh, đây là thuộc loại móc ngạnh dày, dày 4-5 ly cho em. Loại to, loại khỏe này. Cái ngạnh này nó là cái ngạnh ngắn. Cái này đang là 100.000 đồng trên một chiếc. Còn đối với các bác mà sử dụng cái móc ngạnh để em bán trong miền Nam chuyên để giật tàu dừa này, có ngạnh dài, cái ngạnh này là lùa trùng quả vào đây để cắt này, còn đây thì sẽ là răng cưa. Đấy, còn trên kia sẽ là móc. Cái móc ngạnh này giá của nó sẽ là 150.000 đồng trên một cái móc ngạnh này, em đã miễn phí ship rồi nhá. Đấy, ví dụ như các bác mua một cái móc ngạnh và mua kèm theo những sản phẩm này là em bao ship luôn. Còn với con dao quắm này thì sao? Tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác anh nhà mình khi mua ở trên live. Với con dao quắm này em sẽ đưa tới các bác với giá sẽ là 100.000 đồng trên một con. Một con dao quắm nhíp rèn luôn để các bác phát tàu phát cây nhá. Còn trên này thì sẽ là dao rửa dừa các bác anh này. Dao rửa dừa này thì sao? Một con dao mà em đưa tới các bác rất chi là nhiều của bên xưởng lò rèn Thảo PS. Con này em đang làm là 150.000. Bác nào mà mua ở tại thời điểm này em sẽ lấy các bác với giá là 100.000 đồng trên một con dao rửa dừa của Thảo PS nhá. Nhíp nhật trắng, bao không giờ han gì. Còn phía trên kia thì sao, em cũng quay lướt một chút cho các bác anh nhà mình được xem ở bên xưởng em. Với hàng nghìn những cái sản phẩm này các bác cần loại gì, giá cực kỳ là rẻ luôn các bác anh nhá. Đấy, dao cắt chuối bác nào mà cần thì cứ gọi tới đầu số điện thoại em ghim trên góc màn hình ý. Hoặc là vào Zalo của em để em sẽ chi tiết cho các bác anh nhà mình được xem. Đấy, còn về bếp củi thì sao? Đây là bếp củi đấy các bác anh này. Bếp củi này là thép Liên Xô và nhà em thì chuyên giao xỉ trên toàn đất nước Việt Nam. Đấy, có hai kích thước và bác là muốn xem cuốc này một chút thì em sẽ quay về cuốc nhé. Quay cho các bác xem về cái bếp củi này. Đây là cái mặt bếp củi 30cm mà nhà em đang làm nhiều nhất đây. Cái này em làm chắc, nặng, bền và dày. Cái bếp là mặt 30cm nhé. Còn nếu như các bác anh nhà mình mà sử dụng mặt 40cm này, 40cm này, đây là mặt 40cm này, các bác đang cần mẫu nào thì em đang làm có cái giá đỡ củi. Ví dụ như các bác muốn mua loại rẻ hơn bằng một nửa tiền em có nhé, nhưng mà chất lượng của nó kém, các bác đun nó nhanh hỏng lắm. Thì đây em nói luôn này, cái này có giá đỡ củi là 220, em miễn phí ship mặt 30. Còn cái này là mặt 40 để nấu cám luộc bánh chưng này, mặt 40 thì giá của nó đang là 270.000, có giá đỡ củi các bác ạ. Loại thép Liên Xô, vành là vành im đét này. Đấy, để lửa nó không, nó tập trung nó không thể lòe ra ngoài được nha các bác anh nhá. Đấy. Và với các bác anh nhà mình mà đang xem được video này của em mà đang quan tâm tới nhất là dao cắt chuối hôm nay đặc biệt ấy, này em về thì các bác anh nhà mình gọi điện trực tiếp luôn tới đầu số điện thoại nhé. Còn trên này em có búa rìu đa năng này, cái này em có giá từ 40.000 đồng một cái, 50.000 đồng một cái. Còn ví dụ các bác muốn hàng đặc biệt ý thì em giảm giá một nửa cho các bác, thì có nghĩa là 150, chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy là cái loại đặc biệt nhá, là thép tốt ấy. Còn các bác là muốn mua 40 hay 50.000 thì em cũng có luôn nhé các bác anh nhá. Còn trên này là rìu này các bác anh này. Để em cho các bác xem một chút này. Đây ạ. Đây là cái cuốc xẻng loại sành đanh thép xanh này các bác này. Cái này là 100.000. Còn đây là cuốc nhíp này. Cuốc nhíp này. Còn đây là cuốc uốn vuông này các bác này. Còn đây là cuốc lưỡi cưa. Cuốc lưỡi cưa là một loại đặc biệt mà nó có độ bền mà các bác có thể sạc vào gạch, vào đá cũng không bao giờ nó mẻ cho em nhá.
Đấy, quốc lưỡi cưa này em đang có 3 loại. Một loại 100, 101, 102. À 103 cũng có đấy. 4 loại cơ các bác anh ạ. Đây này, em hàn lưỡi cưa 100% nhá. Còn đây thì sẽ là cái cuốc bướm lưỡi cưa, lưỡi 20cm là 60.000. Còn bác nào cần cái cuốc bướm lưỡi cưa loại to thì em sẽ có loại to nhá. To, nhỏ em đều có hết. Và bên em thì có rất nhiều những cái mẫu thuổng kia giá chỉ 100.000 đồng một cái này các bác nhỉ. Cái mẫu thuổng kia giá chỉ 100.000 đồng một cái thôi nhá. Còn dìu này thì em bán từ 60.000 đồng một lưỡi dìu. Tùy theo to nhỏ các bác cần mẫu nào thì số điện thoại của em đều có Zalo để tư vấn. Đấy, 50.000, 60.000, dầm đánh cây thì có nhiều loại, dầm đánh cây bằng nhíp ý, thì nó có giá từ 150, 200, 250, 300, 400, tùy thuộc theo các bác đặt. Đấy, qua video này bác nào anh nào mà đang cần bất kỳ một cái dụng cụ đồ nhíp gì, các bác anh nhà mình cứ vào kênh của em nhá. Em sẽ tư vấn và nhất thiết là hãy vào Zalo để em gửi mẫu cho các bác. Các bác bảo muốn xem dìu, em sẽ gửi dìu. Các bác muốn xem cuốc bướm, em gửi cuốc bướm. Và muốn xem bếp củi thông minh, em gửi bếp củi thông minh. Tất cả những cái dụng cụ này thì em sẽ gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Bác nào anh nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Đấy, và nhớ cho em xin một like nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh này để xem hàng nghìn những cái sản phẩm hay của bên em qua những đoạn clip ngắn như này nha.